Update tình hình cái nhờ. Ui, các bạn nhìn bao quanh mình này. Ui, 1, 2, 3, 4 điểm đỏ chói. Sợ vậy. Mà khoan. Hả? 4 điểm. 1 điểm này. 2 điểm này. 4 điểm này. Ơ nó. Nó thành cái mặt cười các bạn ạ. Đáng yêu ý. Nope. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ ở nhà. Nếu như mà không có cái việc gì quá quan trọng ấy thì tốt nhất là nên ở nhà. Đấy, mình đã tiên đoán được cái điều này từ rất là lâu rồi. Thế nên là có bao giờ mình đi làm đâu. Đấy. Cái tầm này ấy, thì các bạn ở nhà xong các bạn tập thể dục nâng cao sức khỏe là best. Và có một cái bộ môn mà mình có thể gợi ý cho mọi người ấy. Thế nhá, hết video nhá, đi tập thể dục đây. Hôm nay thì mình khá là rảnh, thật ra là hôm nào cũng rảnh. À nên mình có tìm lại được mấy cái hình khá là hay thì sẽ cùng mọi người xem lại và kể cho mọi người nghe một vài những cái câu chuyện nó khá là thú vị và có phần kiểu sốc óc như cái tiêu đề video mình đang đề. Rồi, đầu tiên nhá, các bạn nhìn cái mặt mình. Các bạn tưởng tượng ra cái mặt này mà giảm đi khoảng 20 cân thịt thì nó sẽ như thế nào? Cho các bạn 3 giây để suy nghĩ. 3 giây, bắt đầu. Cái mặt như thế này mà tụt đi 20 cân thịt thì nó sẽ như thế này. Và thế này. Và thế này. Và thế này. Và đỉnh điểm nhất là thế này. Thật không là không thể tin nổi. Không thể tin nổi. À, hôm lâu mình có up, chị đây, cái up chính hình này này lên trên Instagram thì nhiều bạn bảo anh Duy Photoshop à, hay là dùng app gì bóp mật bóp mũi kiểu. Nhưng mà không, cái hình này là hoàn toàn mình chụp bằng cam thường luôn. Cũng không có chỉnh kiểu bóp mật bóp mũi gì mà cái mặt mình nó đã từng như thế này thật. Đây là cái lúc mà mình có thể coi là đạt đỉnh cao của cái sự ốm đói. Thì các bạn nhìn cái hình này mà nhìn cái mặt mình bây giờ thì các bạn còn muốn mình giảm cân nữa hay không thì comment xuống phía bên dưới. Còn riêng cái hình này thì tôi không hiểu vì sao có cái ông nào ở trong group Fan X Channel, cái ông tìm được cái hình này thì mình chịu luôn ấy. Cái hình này là cái hình mà hồi đấy là mình đang đương nhiên vẫn đang rất gầy. Các bạn nhìn cái mặt này gầy hốc hác luôn ấy. Xong cái mắt mình bị sưng, hồi đấy là mình bị lẹo mắt, mình bị sưng nguyên một tháng trời. Mắt là kiểu như này. Mày không hớt được bao con trai. Ấy vậy mà mình vẫn đem cái mắt sưng đấy đi lên video nguyên một tháng, không nghỉ một video nào để cho các ông thấy là tôi đã từng kiểu hy sinh vì YouTube kinh khủng khiếp như thế nào. Đấy. Để tôi sẽ tìm lại cái hình mà video ngày xưa hồi mà tôi còn kiểu sưng vù mắt nhưng mà vẫn quay video cho mấy ông xem ở cái kênh cũ ngày xưa của tôi. Cái cuộc đời của mình ấy thì mình tự tin là mình đã được trải nghiệm qua mọi cung bậc cảm xúc về mặt hình thể. Mình đã từng kiểu béo siêu béo, mình đã từng kiểu gầy siêu gầy và mình đã từng kiểu đẹp trai như bây giờ. Còn với câu chuyện mà mình đã giảm cân như thế nào ấy thì mình nhớ là mình bắt đầu giảm cân vào hồi đầu cấp 3. Cũng là cái lúc mà mình đang đạt đỉnh cao của cái sự gọi là béo tốt phì nhiêu ấy. Cái lý do cho cái việc mà bắt đầu quyết định sẽ giảm cân ấy thì cấp 3 dậy thì kiểu câu khẩu quyết mà nó luôn đúng. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Mặc dù là có một cái sự thật là cái lúc mà mình có người yêu hồi cấp 3 thì mình vẫn đang béo, nhưng mà nói chung là câu chuyện giảm cân nó bắt đầu hồi cấp 3. Và mình biết là xem này đây thì bạn Quy sẽ inbox cho mình là ngày xưa anh yêu con nào, nhưng mà nó không phải, nó là chuyện quá khứ. Các bạn bây giờ là sẽ tập trung vào cái chuyện giảm cân. Cái gì cơ? Nope. Còn về cái cách mà mình giảm cân ấy thì nó đơn giản lắm. Nó đơn giản đến mức kiểu mình nghĩ là các bạn nghe xong các bạn thấy nó khó tin ấy. Hồi đấy thì mình giảm cân theo cái kiểu là tập thể dục và mình bớt ăn. Thế thôi. Sáng dậy trước khi đi học thì mình chống đẩy này. Trưa về trước khi ăn cơm thì mình chống đẩy này. Tối trước khi ăn cơm thì mình chống đẩy này. Trước khi đi ngủ thì mình gập bụng này. Wow. Và kiểu mình cứ tăng dần cái khối lượng bài tập đấy ấy. Ví dụ như là hồi mình bắt đầu tập thì mình chỉ chống đẩy được có 5 cái thôi. Hồi đấy người như một con lợn ấy, chống đẩy 5 cái kiểu
quen dần thì mình sẽ nâng dần từ 5 lên 10, từ 10 lên 15, từ 15 lên 20. Và đến cái lúc mà mình quen dần thì các bạn biết là mình một lần mình chống đẩy được bao nhiêu cái không? Chống đẩy được 100 cái. Sáng 100 cái, trưa 100 cái, tối 100 cái, trước khi đi ngủ 50 cái cục bụng. Một bữa ăn bình thường mình ăn 3 bát cơm thì cái đợt mình giảm cân là mình rút xuống mình ăn chỉ còn có 2 bát thôi. Và sau khoảng tầm mình cứ thế cho đến lúc mình bắt đầu đi học đại học ấy, là cái lúc mà cái số cân nặng của mình nó rơi đến mức tối đa là hồi đấy là mình còn có 50 mấy 60 cân thôi. Là cái mặt nó như thế này. Đó. Và mình không hiểu vì sao mình tập căng như thế mà mình chưa kiểu trụ hết tóc và thành One Punch Man nữa. Ok. Nghe thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà thực sự nó rất là đơn giản thật. Các bạn nào mà muốn thử thì có thể thử, và mình đảm bảo là nó sẽ rất là hiệu quả. Vì mình cá nhân, vì cái cơ thể của mình đã từng trải qua thế rồi. Nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề rất là lớn. Đấy là bởi vì mình tự tập, thế nên là nó rất là thiếu khoa học. Vì sao lại thiếu khoa học? Đấy là bởi vì mình chỉ có chống đẩy, gập bụng và mình bớt ăn. Thế nên là cái tay của mình nó teo lại một cách kiểu kinh khủng khiếp. Cái chân của mình nó cũng teo lại một cách kinh khủng khiếp. Nhưng mình không hiểu sao cái bụng và cái nầm của mình thì nó không hề bé lại một tí nào. Không biết các bạn có tin không, nhưng mà mặc dù cái hình này các bạn nhìn là mình đang rất là gầy đúng không? Mình gầy kiểu vãi cả trưởng đúng không? Nhưng mà mình cởi cái áo ra ấy, thì cái nầm của mình nó vẫn rất là sệ và cái bụng của mình nó vẫn còn mỡ ấy. Trời ơi. Đi về nhà nó xong nghe mẹ nghe này, để này bị người ma vú dài. Ma vú dài. Ôi. Đối với những bạn nào mà có cái nhu cầu gọi là giảm cân mà còn giảm cân khoa học ấy, thì mình khuyên là nên tham khảo những cái quy trình, những cái bài tập nó đúng chuẩn ấy, để các bạn có thể tập được đầy đủ mọi cơ bắp này, mọi phần trên cơ thể, để tránh trường hợp giống kiểu như mình. Ngày xưa kiểu mình giảm đến cái mức mình kiểu bắp chuối, bắp tay ở mình thấy cứng vãi kiểu không nhịn. Đến giờ vẫn còn đấy, ôi nhìn này. Mặc dù là hơi nhão thôi nhưng mà nhìn vẫn kiểu vẫn đô lắm. Và đó là cái câu chuyện mà mình đã giảm cân như thế nào. Chung quy lại thì giảm cân để tán gái các bạn ạ. Mặc dù là lúc mình béo, lúc mình đang kiểu vẫn đang rất là béo mà mình đã có người yêu rồi á. Không thấy không? Có một cái sự thật mình để ý, đấy là trong một cái lớp học, những cái đứa nó béo nhất lớp, nó thường sẽ là những cái đứa vui tính và lắm mồm nhất cái lớp đấy, và đem cái tiếng cười này cho người khác. Đó. Thế nên là hãy trân trọng những người béo và đừng có body shaming họ. Mình thấm rồi á, ngày xưa mình body shaming suốt ngày mà đến bây giờ vẫn thế. Nói đâu xa đâu. Làm việc ở đây nó rất là áp lực các bạn. Không hề dễ dàng. Em thấy chưa, em công việc này không hề đơn giản. Tại sao cả cô cũng đối xử với tôi như vậy. Rồi, tiếp những cái hình ảnh khác. Ui giời ơi. Nếu cái hình lúc nãy nó là cái hình mà đạt cái gọi là điểm tối đa về sự gầy gò ốm yếu, thì cái hình này lại kiểu It's me. Xôi. Và nhìn được không? Nhìn được của nó đúng không? Thì đây cũng là cái câu chuyện khá là hay, và cũng để trả lời cho rất nhiều bạn có hỏi mình. Hồi trước thì mình có hay làm một cái video về anime này, và mình có bảo mình rất là thích xem anime, thì nhiều bạn có hỏi mình là anh có phải là weebu hay là gì hay không. Thì câu trả lời là vừa có vừa không. Vì ngày xưa thì có, giờ thì không. Những cái nó gọi là đặc điểm của weebu là cái gì? Để avatar anime này, check. Suốt ngày đi những cái fest Nhật Bản này, xong rồi chụp hành cosplay cái kiểu này, check. Điên cuồng xem anime, đọc manga này, check. Thường xuyên post lên Facebook những cái câu nói, những cái hình ảnh về anime và manga này, check. Đấy là mình ngày xưa đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, bây giờ thì không rồi. Bây giờ thì mình kiểu lớn rồi, gọi là vui bu ngầm. Rồi còn về những cái hình ảnh này thì đây để gọi là cái tuổi thanh xuân của mình các bạn ạ. Đấy. Hay nói khác là nguyên mấy năm đại học, khi mà người ta dành những cái ngày tháng học đại học để người ta học tiếng Anh này, học tiếng Nhật này, đi trợ giảng, đi gia sư, đi làm part time, kiếm thêm kinh nghiệm, thì mình đi làm cái này. Cái này nếu như các bạn không biết đó là cái gì, nhìn nó trông kiểu buồn cười quá ấy, thì nó là nhảy Yosakoi các bạn ạ. Nó là một cái điệu nhảy truyền thống của Nhật Bản. Thì ngày xưa mình rất là thích văn hóa Nhật, mình thích mọi thứ liên quan đến Nhật. Thế là mình có đi, mình nhảy cái này chắc phải nguyên hết mấy năm học đại học. Thì mãi đến lúc mình đi làm thì mình nghỉ.
Nhưng mà đây là một khoảng thời gian nói nhào nhỉ, nó rất là đáng nhớ với mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình đi nhảy cái này hay là mình đã gặp được thanh niên này. Đó, đấy là cách mà bọn mình gặp nhau như thế nào. Còn chi tiết ngày xưa như thế nào, xong rồi lần đầu gặp nhau ra sao các thứ thì hẹn các bạn trong video Boyfriend Girlfriend Tag. Đấy cũng là một phần để giải thích cho mấy ông cứ hỏi là mấy cái hình này là hình gì và tại sao nhìn mình buồn cười thế thì đó. Rồi, tiếp. Đây. Đây là hình năm lớp 12 hôm bế giảng. Đó, các bạn thấy không? Cái quá trình tập luyện gian khổ đấy nó đã thể hiện rất là rõ rồi. Đây là cái kết quả của việc một ngày 300 cái chống đẩy, 50 cái cập bụng đấy các bạn. Đó. Được của nó không? Được của nó không cắp. Ui, con cắp rồi, béo quá nhỉ. Nhiều lắm rồi đấy. Còn ngày bia phải chống đẩy 300 cái và bụng 50 cái các nhá. Nope. Không à. Để cho mọi người sốc hơn nữa ấy, thì đây là khác biệt của một cái ảnh thẻ mình chụp năm lớp 8 và một cái ảnh thẻ mình chụp lại vào năm lớp 11. Đó, mình nghĩ mình là một cái minh chứng rất là cụ thể của cái việc là các bạn béo được thì các bạn sẽ gầy được, mà các bạn gầy được thì các bạn sẽ béo lại được. Giống như một cái comment của một cái bạn có comment trong cái ảnh của mình, đọc nghe có kiểu đó nó đau lòng không? Còn cái lý do vì sao mình lại béo trở lại như bây giờ ấy, thì nó cũng có nhiều câu chuyện lắm. Thật ra có một cái khá là hay như thế này, đấy là vào cái hồi mà mình gầy nhất, đây ví dụ như cái hình này này, và bây giờ thì cái thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình là hoàn toàn giống hệt nhau. Mình không hiểu vì sao cái hồi đấy mình gầy vãi, mình mãi không béo được, nhưng mà khi mà mình bắt đầu chuyển qua E-Channel, bắt đầu mình bước chân vào E-Channel là cái kiểu cân nặng của mình nó bắt đầu kiểu nó kiểu tịnh tiến ấy. Thì có thể là kiểu cái cuộc sống nó dễ dàng hơn này, cuộc sống nó thoải mái hơn này, ít phải suy nghĩ hơn này. Và một cái điểm lớn nhất ấy, đấy là bạn Quy bạn bảo là bởi vì bạn ấy chăm con húc béo như một con lợn, thế nên là mình béo như một con lợn cũng là cái điều dễ hiểu. Có nghĩa là việc chăm con húc và việc chăm mình là như nhau. Và để cho các bạn dễ hiểu thì con húc ấy bây giờ nó béo đến cái mức mà nó không thể tự cúi đầu nó xuống nó liếm đít nó được nữa. Bọn mèo nó có hay có cái trò là nó đi vệ sinh xong thì nó sẽ tự kiểu liếm phần dưới của nó, các bạn biết không, nó cù xuống nó liếm ấy. Thì con húc bây giờ nó béo đến cái mức mà nó không thể tự liếm của nó được mà phải đi chùi cho nó ấy. Thì chắc mới là lý do vì sao mà mình lại béo lại như bây giờ. Rồi cái hình cuối cùng này. Đây. Ôi giời ơi. Đây. Hãy là bạn bè. Ý, bạn bè. Ui. Ôi ngày xưa thôi, giờ thì hết quy bu rồi. Đấy, hết rồi. Thật. Rồi bây giờ là lúc cần ý kiến của mọi người này. Thế thì mọi người cảm thấy sao? Cái lúc mà mình gầy vãi cả gầy và bây giờ thì như thế nào ok hơn? Có thể comment xuống phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kể chuyện ba láp tắm xàm lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái kể chuyện mối tình đầu. Thôi bạn Quy đấm chết.